Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Ngày hôm nay em sẽ vác 20 cái cam cho chú $5 ở nước Bỉ mua ủng hộ chú Tờ Te để phát từ thiện cho những người nghèo, những người vô gia cư trên đường phố Sài Gòn. Thì bên cạnh đó thì cũng có phát thêm tiền của chị Ly Vinh Úc cũng như là chị Trúc ở Đồng Nai và một chị có nickname Zalo là Phước Loan đã ủng hộ một ít tiền. Xa xa mà kia thấy một chú bán vé số mà thấy cô hay chú rồi ta. Chú ăn cam không? Ký cam mà mật cam chứ bao nhiêu số hả? Trời chú nhỏ xíu rồi quý vị ơi, các bạn chú 100.000 nè, rồi gửi chú 100.000 nha. Chú hàng ngày bán ở đây hả? Giờ mình định nói ông cũng đâu có nghe gì đâu. Dạ mà bán nó cực phải. Dạ bà có bán nó cực phải. Mà còn vi số bán ông 50 tờ. Trang lại 50 tờ. Kia lại 50 tờ. Má lãnh ra chưa có bán để kiếm cơm chứ. Anh còn dễ kiếm cơm hơn em á. Em khó khó thấy mà. Em có lộn không? Dạ. Cái lỗ ổng là bị điếc lỗ tai hả chị? Hai bữa là ổng có cái máy. À, hai bữa là có máy trợ thính. Phải cầm người. Phải bị dùng vua cho. Đầu nhỏ. Đầu 13 tuổi. Là vua cho. 10 năm sau. 10 năm sau. Chẳng ra là ổng vua. Ông trợ ổng. Còn ổng trợ ổng. Mết là đập mẹp. Dạ. Đi đập pháo. Đầu ngày đập pháo. Cái ngực chú gì mà bự vậy? Khui đi. Dỡ áo ra con coi. Chú là con xíu rồi quý vị ơi, trời ơi. Không biết bệnh gì luôn, ông nói không được, đâu có hiểu đâu. Người chắc không được 10kg à. Rồi, chào chú nha. Bye bye. Đây ông chú chở vợ đi lượm thì chào cô, chào cô. Ủa cô bệnh gì mà ông chú phải chở cô đi vậy? Tại cô đi xe đạp không được cơ. Dạ. Ra cô đi đường xa sống là đi đường phố nhà á. Dạ. Dạ phải chở cô. Con gửi cô chú một bình cam nè. Rồi. Vậy là hai cô chú chiều đi lượm mây chai hả? Dạ nói chuyện con lên xíu đi cô. Mỗi chiều mỗi đi lượm mây chai. Dạ vậy hả? Rồi con cái mình đâu cô? Mấy đứa con? Dạ con gửi cô 100 ngàn nè. Dạ. Dạ. Ủa có nuôi hai con chó nữa hả? Vậy hả? Ủa cô cái bị xương khớp không đi được hả? Ê cô á, sao cô ngồi trên xe nè? Dạ. Dạ. Rồi ông đau bà đó nên là bà đi theo xe ba gác vậy, ông chở đi vậy hả? Tức là hai đứa con lớn chưa? Lớn rồi. Có lập gia đình hết rồi hả? Không nuôi con trai hay con gái à? Cũng mấy anh chị đó cũng nghèo khổ luôn hay sao? Dạ. Hai ông bà chiều chiều ở đãi đây, bữa giờ con thấy hoài à. Bữa nào còn kiếm ăn vậy hả? Chứ chú không có đi lái xe ôm được hả? Để kiếm tiền. Lái xe ôm lái đâu được, vừa lái rồi. Đi chống nó giò nó bị té. Là chú đang bị tiểu đường.
Còn cô là chỉ bị xương khớp thôi chứ đâu? Đau lưng chị không nổi. Vậy hả? Rồi chiều chiều hai vợ chồng tình cảm quá ra đi xe bay ngát trời. Tại xưa ôm tại đâu nữa, nó chống giờ không nổi. Dạ. Chống thôi thôi, nó chịu không nổi, nó té ngoài. Rồi hai cô chú đi đi. Dạ dạ. À, quý vị ơi, tiền em phát là tiền của quỹ chị Ly Minh Úc, cũng như là bữa có cái chị Trúc bên Biên Hòa Đồng Nai ủng hộ 1 triệu làm quỹ, với chị có nick Zalo là Phước Lân ủng hộ 500.000, và em sẽ phát từ từ khi nào hết thì thôi nha quý vị. Ở trên đường phố Sài Gòn thì cũng có rất nhiều hoàn cảnh rất là khổ, mình đi mình mới thấy người ta khổ nhiều á. Hồi xưa con chưa đi con thấy bình thường, nhưng mà con đi con phát hiện ra nhiều trường hợp khổ lắm cô ơi. Con tưởng là ở Sài Gòn là người ta sướng lắm chứ, nhưng mà ở đâu đó thì cũng có rất nhiều hoàn cảnh khổ. Dạ vậy hả? Đâu có dư đồng bạc. Dạ. Ở đoạn nào? Phú Nhuận hả? Phú Nhuận mà qua đoạn quận 10. Dạ. Rồi ok cô chú, à cô chú đi đi. Dạ. 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 Đã 2 giờ chồng rồi quý vị. Đi xe giống gia đình trồng súng không? Dạ, cứ đi vậy hả? Ê, như là gia đình trồng súng, sống người trên xe ba gác đó, đi lượm đi. Con ơi, sao mày bỏ quên mẹ nhà? Mẹ bấn tên mò cua nuôi mày lớn khôn cơ mà. Giờ đây đủ lòng đủ cánh nên có muốn bay. Ơn nghĩa song thân có đêm bé ra làm hại. Nhớ không những ngày bé thơ mẹ nuôi có lớn, đến khi trưởng thành sao có bỏ mẹ cô đơn. Nhớ không những ngày bé thơ mẹ nuôi có lớn, đến khi trưởng thành sao có bỏ mẹ cô đơn. Em đang đi trên đường Hồng Bàng. Chị ơi, ăn cam không? Em tặng nè. Cam không? Gửi con nè. Chú ăn cam không chú? Gửi tặng bịch cam nè. Dạ. Chú ra lấy một con đi. Chú ăn bịch rồi. Có người có nha anh nha. Dạ, dạ. Tí nữa. Rồi chú đi xích lô hả? Chú làm cái gì? Chú không làm chú mà. Chú bộ đời hả? Cô ơi ăn cam không? Có tặng cô ống bịch nè. Ủa cô tối cô ngủ vụ kia hả? Trời ơi. Cô đang ngủ buổi đời nè cả nhà. Ngủ buổi tối ngủ trước khi nhà ngủ rồi. Ở đây là con đường Hồng Bàng, ngay chỗ bọc xe cơ ngõ luôn à. Đây có mấy chú lục vị chai nè. Chú ăn cam không? Con tặng bịch cam nè. Chú lượm ve chai đúng không? Dạ. Rồi gửi chú nha. Đây gửi rồi, chú. Cảm ơn. Dạ. Con tặng chén bịch cam nè. Cảm ơn chú. Con ở đâu vậy? Con ở Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Tưởng ở Campuchia qua chứ. Sóc Trăng hả? Kia là mẹ con hả? À, chú tặng 100.000 mua sữa uống nha. Dạ. Kia là em con hả? Dạ. Giỏi vậy ta. Ok ăn đi. Bé mấy tháng rồi chị? Mà sao không để ở nhà mà bé còn đỏ hỏn nha, còn đem ra ngoài đường chứ vậy? Dạ. Không có tiền ăn hả? Còn chồng đâu? Vậy hả? Ăn ngon không? Ăn gì đâu, không có thịt gì hết trơn vậy. Người ta cho hay là mua ăn?
người ta cho hả? Rồi chúc anh ngon miệng nha. Bạn ơi, bạn cam không có tặng bạn bịch nè. Rồi con gửi bà nè. Bà làm gì ngồi đây vậy? Xin tiền hả? Được. Rồi con cái đâu mà không lo mà đi xin tiền? Dạ? Hai vợ chồng già hả? Cái giọng này chúng Quảng Nam hay Quảng Ngãi gì ta? Quảng Nam. Quảng Nam hả? Rồi bà bệnh gì? Có u trên não hả? Rồi buổi tối ra đây xin tiền. Đầu tiên luôn hả? Dạ. Có con có cái gì không? Không. Rồi con gửi con 100.000 nha. Trời ơi, già mà khổ sở vậy, tới tuổi này làm cực dậy lụm cái cam luôn đi. Cái cam rớt à. Nãy giờ xin được 10.000. Con cho 100.000 đó là ngon rồi đó. Dạ. Được nhà trọ đấy. Nhà trọ nhiêu tiền tháng? 3 triệu. 3 triệu hả? Bữa thì có phòng đó cầu đi quận 8 để cho ổng ở trong cái nấu quà. Ở gì ta ha? Bà ở với mấy người mà tới 3 triệu. Ở nhỏ ký mà có 3 triệu ở bên bệnh viện đi cho ông được. Để con ở phòng trọ có 2 triệu à. Bà ở gần bệnh viện mà. Có gì thì vô bệnh viện. Nhưng mà bà ở một mình hay ở với ai? Hai vợ chồng. Hai vợ chồng ở phòng 3 triệu. Trời ơi. Có chút trái dây à. Vậy hả? Đó, buồn cầu thôi. Bà ở gần bệnh viện Ông Bướu hả? Ông Bướu á. Dạ rồi, cảm ơn bà nha. Dạ. Chú đang quỳ như này gì trên cầu nè quý vị ơi. Đó là cái cầu rượu ở nói giữa quận 1 và quận Phú Nhuận. Chú ơi, làm gì vậy? Chú ăn cam không? Chú gửi nè. Mà sao ngày nào chú cũng đeo cái đó vậy? Con thấy chú bị cả năm rồi mà cái tay không hết hả? Rồi tới chú ngủ ở đâu? Ngủ đây hả? Trời ơi, con phát hơn một năm rồi thấy chú gì đâu mà sao cứ ở trên cầu chú lại hoài vậy? Con liền vậy rồi, ok chú nha. Chú này thì thỉnh thoảng mình định cũng ghé khá là nhiều lần phát cơm cũng như là phát trái cây cũng như có cho tiền nên cả nhà. Em đi phát những người vô gia cư rất là nhiều nên là nhớ hết từng khu từng người luôn á. Rồi gửi anh bịch cam nè. Rồi ok anh. Đây anh chị đang làm rồi quý vị, tặng chị bịch cam nè, hai vợ chồng làm hả? Cảm ơn anh kia là chồng chị hay là bạn chị? Rồi hai vợ chồng là hai bịch. Cái chị bé kia đâu rồi ta? Hai vợ chồng buổi tối ở câu kiệu làm như thế này nè. Rồi cảm ơn chị nha. Chú ơi, chú ăn cam không? Con tặng chú bịch nè. Lụm mấy chai hả chú? Rồi gửi chú bịch cam nè. Tối đi lụm ve chai hay lụm cả ngày? Con lụm hồi 2 giờ mấy tới giờ này. Vậy hả? Giờ lụm tới 1, 2 giờ đêm rồi. Cảm ơn. Là buổi tối làm gì có mà lụm ta? Vậy lắm à. Dạ vậy hả? Lụm dài dài bờ kè lụm mấy cái lon. Để kiếm được nhiêu tiền đó em? Hồi trước thì được trăm mấy giờ, khoảng 7-80 giờ. Vậy hả? Chú có vợ con gì không chú? Có chứ. Ở quê á. Dạ, ở quê hả? Có thằng con nó ở đây, nó làm thợ hồ, phụ hồ rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Ăn cam không cô? Ăn cam không cô? Tặng bịch cam nè.
cô bán lụm ve chai nè quý chị. Buổi tối còn lụm hả? Đúng rồi. Tối chỉ có cái cô ô của nhà ở nhỏ. Dạ. Bán bằng cái gì đó. Dạ vậy hả? Một ngày kiếm được nhiêu tiền con? 100 ngàn, 200 ngàn hả? Vậy cũng đủ sống rồi. Vậy rồi chào cô nha. Rồi buổi tối thì mấy cô chú lụm ve chai, mua ve chai mưu sinh rồi cả nhà, làm bất kể ngày đêm luôn đó. Anh ơi ăn kem không? Tản bình nè. Qua đây đi. Bán vé số được không anh? Dạ. Dạ rồi ok anh. Anh bị sốt bệnh liệt còn nhỏ hả? Dạ. Rồi ok anh. Quên em gửi anh 100 ngàn nè. Khoảng anh 100 ngàn. Rồi ok anh. Mình tàn tật nhưng mà mình vẫn tự lực kiếm tiền đủ mưu sinh, đủ sống rồi hả anh? Vậy không phụ thuộc vào ai thì cũng khỏe rồi. Rồi ok anh nha. Dạ. Đây anh tàn tật nhưng vẫn mưu sinh, vẫn kiếm tiền sinh sống qua ngày nữa cả nhà. Ở Sài Gòn thì là rất là dễ để làm việc. Nếu như mà chăm chỉ thì làm việc rất là ok luôn. Chú lượm ve chai. Con tặng chú bịch cam nè. Đang ở ngã tư Hàng Xanh nè quý vị. Cô ăn kem không? Con tặng bịch nè con. Hai vợ chồng hả? Hai người không phải hai chồng. Hai người hả? Có phải hai vợ chồng không nè? Không. Rồi chú lại lái đi chú. Không phải hai chồng mà ngồi bên cạnh vậy đó. Ghen sao? Có ai đâu ghen. Không có ai hết hả? Cam. Rồi em gửi anh. Dạ. Cam được rồi, đâu có cơm đâu. Ủa cô. Cô làm tháng quên làm một buổi tối vậy đi lượm ve chai nhiêu tiền? 100 mấy á. 100 mấy hả? Vậy được rồi. 100 mấy. Mà đủ sống không? Thì 100. Giờ sáng bán cái 76 ngàn. Vậy hả? Mà sao cô không đi giúp việc nhà hay là rửa chén nó có tiền hơn? Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Lượm từ mấy giờ đến mấy giờ, hình như buổi chiều tới khuya hả? Khuya á, lượm khuya lắm. Có khi người ta cho 100. Dạ. Có khi mấy người ta cho 100. Cũng như con kiểu con nhà cho đồ ăn rồi cho tiền gì đó hả? Đúng rồi. Lâu mới có cho tiền. Dạ. Ở khu đấy ít chứ khu mà ở đường Hồng Bàng với Ban Hai nó đông lắm. Ở bên đó là bên đó mà cho không đủ là giật quá trời giật luôn á. Giật không lại nó đâu, già rồi giật không lại nó đâu. Để cho nó giật đi. Ở đó mà mấy người đi từ thiện cũng mệt ha. Đúng rồi, từ thiện chằn dữ lắm. Nên là con thích đi vùng xa xa này nè. Gặp có 1-2 người cho khỏe bên kia. Ở bên kia có 2 ông. Vậy hả? Có 2 ông ngồi, một ông bệnh đang ngồi trong cái bụng bông á. Dạ. Có ông đó ông bệnh nhưng mà ông bệnh dữ lắm, mà ông không chịu đi bệnh viện. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Anh ơi, anh ăn cam không? Tặng bịch cam nè. Chị ơi, em đang ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lại gặp mấy mẹ con của cái chị mà em thường hay quay nè. Công an tới. Đô thị tới hốt mấy mẹ con nè. Đang ngủ rồi đó. Bà lại cho bà lái đồ nè bà ơi. Chân nào đẻ? Đâu không, cỡ 2 tháng nữa. Ăn cam không? Rồi sao mới giờ tụi nó ngủ rồi? Ngủ từ lúc 4 giờ mấy tới giờ. Rồi tặng nè, mấy tiền không? Muốn cho rồi cho rồi. Đưa rồi lấy nè, tiền xanh đẻ không nội. Còn 2 tháng rồi đẻ, em bỏ như thế không? 2
gì cho nhãn hả chị? Nhãn. Em hố chị đẻ cho cú luôn. Nó chạy nó quậy lắm, nó chạy trong ngoài đường, sợ xe cổ. Vậy hả? Con sao con ngủ đi. Đứa nào cũng cho ngủ đều. Ta tủ tốn nó ngủ không á. Chị bệnh nó bệnh chứ. Thì bởi vì ta tủ tốn nó ngủ á. Trời ơi, nó bệnh thì tự nhiên nó quậy quá cho nó uống thuốc ngủ. Ừ, ai cũng nói nó ngủ về cho nó uống thuốc ngủ em á. Giờ mấy con mấy chú thử đây cho xét nghiệm luôn. Anh thấy không, nó quậy á, chạy em thấy không? Dạ yeah. Quá trời quá đất rồi, mấy đứa con nó nằm ngủ nè. Nằm ngủ la liền luôn. Nó lột phim mình anh nhé. Lần này lần hai á. Tôi nói trước á. Quậy vô, mở tủ lạnh cho nó uống. Một bịch mà không đủ. Giờ chục bịch đủ không? Bạn thêm mệt nữa nè. Sao con không ngủ đi con? Không có thích chứ. Trời ơi, ngủ la lắm. Ham hố đẻ cho cố vô. Định đẻ đứa này đẻ thêm 4 đứa đủ đủ chục không có gì. Để đẻ cho tôi nữa đi. Đó, mấy đứa lấy đứa nào. Tôi sợ bà luôn. Bà bye bye chú này. Bye bye chú Bình Định cháu yêu coi. Nói kìa. Chờ chừng nào chú lại nữa. Chú chừng nào lại quay.